Sữa lấp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Em biết vợ em bị stress mà, cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ, nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Dạ. Thì khi bất cứ lúc nào. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, xin chào hai vợ chồng. Wow. Dạ. Chắc là dạ chắc đúng có tin rồi. Vui. Dạ đúng rồi. Em dạ. có thể chia sẻ cho anh chị biết là được mấy tháng rồi. Dạ lần đầu tiên xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng các quý khán giả xem đài. Em tên là Xuân Nhi, hiện tại em là nhân viên văn phòng tại Biên Hòa. Baby của em được 4 tháng và hiện tại đây là bé thứ hai. Bé đầu tiên ở nhà thì được 11 tháng. Ôi là đỉnh cái địa luôn. Để liên tục. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi. Rồi, mời em xin được giới thiệu thì em là Minh Quyền. Em hơn vợ mình 9 tuổi. Thì hiện nay Quyền đang là một doanh nhân khởi nghiệp. Em đang kinh doanh về giáo dục. Hiện nay gần như trong các bạn làm doanh nghiệp hay làm chủ đó, thực sự là các bạn có một quỹ thời gian hạn chế. Và đôi khi các bạn lại không dành thời gian đó cho vợ, cho con của mình. Cho nên rất nhiều mâu thuẫn nó xảy ra. Thì may mắn là trong 2 năm qua, vợ chồng em mới có 2 năm mà hai đứa con. Hai năm hai đứa. Em hai đứa. Và thật sự là em nghĩ rằng là nếu một bạn trẻ nào đó muốn làm chủ, người nam hay nữ cũng vậy, thì phải luôn có một cái yếu tố là gia đình là quan trọng nhất. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề chính của chương trình. Cái phần đầu đó là cái phần mà chia sẻ về câu chuyện là tại sao các bạn lại gặp nhau và cảm nhận ở nhau về đối phương như thế nào. Em với chồng em quen nhau qua mạng. Thì ảnh có một cái câu lạc bộ tiếng Anh, thì cùng ngành với lại em luôn, là em cũng đang học ngôn ngữ Anh tại trường đại học. Lúc đó chỉ mới 19 tuổi thôi, đại học năm 2. Thì ảnh nhắn tin qua cũng dạng giống như quảng cáo marketing để thu hút khách để đi đến câu lạc bộ. Thì mình cũng thấy, mà 2 tháng sau khi gửi tin nhắn thì em mới vô tin nhắn chờ để em đọc. Thì ảnh cũng có mời em đến cái chương trình của ảnh, như lúc đó là do ảnh làm người đứng dẫn chương trình luôn. Thì sau cái buổi đó thì ảnh có hẹn em ở lại để nói chuyện một xíu. Thì ảnh mới nói là hình như là mình có cái buổi hẹn ở thứ tư này ở Sài Gòn đúng không ta? Cái em mới nói ủa, chưa gặp nhau gì hết, chưa nói chuyện mà sao có hẹn ở thứ tư ở Sài Gòn nào, chắc là lộn người rồi. Thế thì hẹn về nói chuyện một hơi qua tin nhắn lại thì mới biết là ảnh đang hẹn mình để đi ăn ở Sài Gòn. Em cũng ok đi ăn bình thường, đâu có mất gì đâu. Ảnh thì lúc đó ảnh nhắn với em một câu là thứ nhất anh là đàn ông nên anh là người chủ động nhắn tin cho em trước, thứ hai em có một nụ cười rất là đẹp, thứ ba anh là trai chưa bạn gái, em là gái chưa bạn trai, thì không có gì là sai nếu ta làm bạn đó. Cho nên là thấy cũng dẻo miệng quá. Sao cho mà nên... từ chối được đúng không? Đâu ra đó. Sau một khoảng thời gian dài vài tháng thì mới bắt đầu quen nhau. Ấn tượng gì cái bạn này mà em lại có thể là bỏ tiền đầu tư ngay và liền như vậy? Lúc đầu tiên em mở cái hệ thống cà phê của mình á, thì em đang tìm những cô bé nào xinh xinh xíu để làm đại diện thương hiệu hình ảnh. Thì em có vô Facebook em coi thì thật sự em ấn tượng với vợ em, đó là cái nụ cười và cặp mắt bạn rất là tươi. Và em không hiểu sao khi em đưa cái tấm hình của bạn này cho một người bạn thân của em á, thì gần như rất nhiều bạn họ nói một cái câu là ê, có tướng phù thề. Tự nhiên những cái lời vu vơ đó nó trong một cái chất xúc tác. Sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Dạ. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop. Dạ. Và nói bằng tiếng Anh. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình và có nụ hôn đầu tiên? Ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7. Cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ, nắm thì nắm đi, còn nói câu Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Cứ im im im, muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì ảnh nắm tay em. Cuối tuần
ảnh chở em về Biên Hòa. Sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Đâu sợ đâu, em nhiều em cũng giả bộ sợ. Mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền, không có để lọt lưới gì hết trơn. Sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Mất khoảng 9 tháng đầu tiên. Buổi sáng sớm khi em đi làm á, thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay: anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng. Ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác lên sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn: anh đi công tác bằng em nhé. Thì cái những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi, thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Có sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành, và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình, chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Như vậy là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu hả? Dễ gì. Dạ, 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á, thì nó dường như là một màu hồng. Màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á. Nó rực rỡ, nó đẹp vô cùng. Tươi mà không có một xíu xám nào hết. Cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết. Lúc mà em đi á, là em vẫn là dân ngân hàng và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu, cho nên 2 năm đầu tiên là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công, và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Từ vai trò một người làm thuê đó, em gắn trách nhiệm của một ông CEO. Doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá, và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020, mọi thứ đang rất tốt, thì tự nhiên tháng 2 2020 Covid nó xảy ra. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt, và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó, bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Thì em không biết tại sao lúc đó em đổi tính, cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào, mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau, vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá, em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn: bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi đó. Bây giờ cô cứ sống như thế này sao tôi sống? Mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng mà. Em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào, bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Qua Tết á, thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi, là anh Quyền một người nữa. Và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh, tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm, thì lúc đó cãi nhau buổi khuya. Mệt quá cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó. Lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em, xin phép em như vậy. Thì sáng mai cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là: quen nhau mà thấy cực quá, cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn. Kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi, để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được. Nhưng mà lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó em không nói gì hết. Quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi, để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại, thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó, thì em điều chỉnh, em lỡ đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn. Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ. Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Của năm thứ tư á, để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa, chọn đúng yêu không? Thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng rồi. Đúng không? Vậy thì sau khi cưới, yeah. Có đứa con đầu tiên, yeah. Thì
Cái việc mà điều chỉnh sau sinh á, dạ, có tự làm được không? Sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau tưởng... 2 tuần mới dạ, sinh sao? 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố. 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu thì đưa hết đi 8 cái bệnh viện, bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm. Thì em có bị stress sau sinh, em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó chứa mắt là em lại đập phá, em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập, em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn. Em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại. Mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà, chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào, dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Và lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ, chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Em biết vợ em bị stress mà, cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ, nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên, em nói là mẹ ơi, cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ chứ bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Rồi rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói là thôi rồi mày đi ra ngoài đi, tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa y mà, mẹ con mà, thủ thỉ với nhau, đi chơi với nhau, chăm bé với nhau. Nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên, tích cực lên. May mắn là lúc ông chồng quá tâm lý. Lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Áp lực chị vậy luôn á. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân kia đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình thì nhiều rồi. Tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể. Mà trước giờ nhau gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi trước đi. Nôn nao quá. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, đi bất cứ ở đâu ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Thôi em đi về nhà em mới mất, rồi không biết vì sao là... Đi nhà ai lấy? Em cũng không biết. Cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi, hiểu không? Dạ. 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung. Nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn. Nhưng mà tối thì có nói là chữ thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Tương lai là phải ước ác chút xíu. À còn ăn uống thì một ngày phải đúng 3 món. Canh có, rau có, rau luộc, rau xào và món mặn. Một loại rau mà 3 món được không? Dạ thì ngán. Hay là phải 3 loại rau. 3 loại không rau. Không có ngán nha. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng salad nữa em. Thì hiện đại hơn ăn salad trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Nổi mà đi ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc vô cách xào luôn.
đó là cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng không, cũng được được. Không đến nỗi xấu đâu chị. Không đến nỗi đó. Ừ, bây giờ ngược lại coi. Thật xấu của ấy là cái gì? Thật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bạn hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như thế nào. Em lạc đề rồi, em lạc đề lâu lắm, xa lắm. 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗ nào của vợ em hết. Tại vì cô là tóm gọn lại là có tật xấu đúng không? Hay là con không? Cái này cô chị Bân nói đúng. Tại sao có la con không? Thì bạn này bạn hết lại là con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói là của em. Bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ. Sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Có chịu ngủ đi. Nói như vậy đâu có những la. Thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Bây giờ ngủ không? Em nói em 2 giờ sáng nó ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha. Tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng rồi, lúc đó em cáu với em luôn. Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Ăn cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ bà có cái la con thôi. Dạ nhà bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ quá đó. Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Tại vì biết sao không, tức là yêu là từ lúc nhỏ, 19 tuổi, chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ, là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Dạ. Rồi sau đó là phải có bầu sanh con mà con lại gặp những cái bệnh mà bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á, đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua. Nhi phải tự điều chỉnh, điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ thì mình khổ trước sướng sau. Cứ nhìn mọi thứ nó tích cực, đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõm ghém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới 10 năm nữa đâu ha. Là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó. Nãy giờ em vô đây em thấy cái câu slogan á, hạnh phúc là lựa chọn, em thích vô cùng luôn. Tại vì bạn kinh doanh cũng là bạn lựa chọn. Bạn sống cho gia đình hay không, bạn cũng là lựa chọn. Mọi thứ là lựa chọn hết. Báo cho em biết đó là thông điệp của lớp. Thông điệp của lớp, cho nên là hai chồng sau đây đổi hiệu sữa tươi đi về uống sữa lớp. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi, cảm ơn hai chồng. Sữa lớp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh.